Làm người xin đừng để mất hết phúc báo, phước lộc rồi mới lo khấn cầu tìm lại. Kính thưa quý vị, khỏe không phải nhấc lên mạnh mà là để xuống nhẹ. Kính không phải là đối với bề trên mà là xử với bề dưới. Đẹp không phải là hút người vào mà là giữ người ở lại. Sống không phải là gương mặt mà là tại cách sống. Hãy nghe câu chuyện này. Trước đây, ở một địa phương nọ, có hai người đàn ông là bạn thân thiết của nhau. Một người ăn chay niệm Phật rất lâu, nhưng lại luôn bị bệnh và nghèo khó. Về sau này, anh ta thốt lên rằng, ăn chay niệm Phật là không có tác dụng gì. Lúc ấy, người bạn của anh ta đã nghe thấy câu nói này, rồi nói đùa rằng, anh nói ăn chay niệm Phật là không có tác dụng, thế thì anh hãy đem công đức mà anh ăn chay niệm Phật trong suốt thời gian qua bán lại cho tôi đi. Người ăn chay niệm Phật tưởng lời nói của bạn mình là thật, liền nói lời đồng ý. Bạn của anh ta từ lời nói đùa giỡn cũng chuyển thành lời nói thật. Thế là hai người họ thực sự đã trao tiền cho nhau, rồi lập giấy biên nhận. Người ăn chay niệm Phật bán đi phần phúc báo do ăn chay niệm Phật mà có của mình cho anh bạn kia và nhận lại một số tiền tương đối lớn. Ngay đêm ngày hôm sau khi đang ngủ, anh ta liền mơ thấy một giấc mơ hãi hùng. Trong giấc mơ ấy, một con quỷ đến tìm anh ta và nói rằng phúc báo của anh hiện đã hưởng hết, chỉ một tháng nữa số mệnh của anh sẽ chấm dứt. Người đàn ông này sợ quá liền bừng tỉnh. Sau khi suy nghĩ lại, anh ta vội vàng quyết định tìm đến chỗ anh bạn kia để trả tiền và thu hồi giấy biên nhận đã bán phần phúc báo đó. Nhưng thật không may cho anh ta là giấy biên nhận kia đã bị người bạn đốt đi rồi. Đúng như lời con quỷ nói, chỉ một tháng sau anh ta đã lìa đời. Xin đừng để mất hết phúc báo, phước lộc rồi mới lo khấn cầu tìm lại. Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai kia. Người làm phước cũng gọi là người lành, người tốt. Bởi vì những hành động đem lại sự an vui cho người, người sẽ quý mến. Chính sự quý mến ấy nên gặp nhau vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng ta giúp đỡ hoặc an ủi khiến người được an vui, người thù đáp lại chúng ta bằng cử chỉ biết ơn, vui vẻ, quý mến. Đó là làm phước gặp phước. Vì thế, người biết làm phước hiện tại được an vui, mai sau vẫn an vui. Làm phước có hai thứ, phước hữu lậu và phước vô lậu. Người xưa thường nói rằng, mỗi một người có mặt ở trên đời này đều là vì có phước báo, nên mới có thể sống. Cho nên phải lưu ý rằng, đừng chỉ sớm dùng hết phúc báo trong mệnh của mình mà không lo tu bổ thêm. Chúng ta nên hiểu rõ, nhân cách và đức hạnh mới là tài phú quý báu nhất của đời người. Khi chúng ta đã là người có nhân cách đức hạnh thì nhất định sẽ có phúc báo và cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua yên bình, hạnh phúc. Nghiệp báo, nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Trước tiên chúng ta cần biết chữ nghiệp. Kiếp này thành vợ thành chồng đều là do nhân duyên tơ vương từ kiếp trước. Kính thưa quý vị, duyên đến từ việc người này có ân với người kia. Con người trong những lần gặp nhau, nếu người này có ân với người kia, khiến họ cảm động khôn nguôi và nguyện ý báo ân trả nợ, thì vào kiếp sau, một người sẽ là nam, còn người kia là nữ, bởi nguyện ước thiện lành trong quá khứ mà kết thành vợ chồng. Trong các loại duyên vợ chồng này có thể hạnh phúc mỹ mãn nhất, bởi vì sâu thẳm trong ý thức của một người tồn tại ý niệm dâng hiến một cách không oán không hối, nên hai bên đều có thể hạnh phúc. Duyên mà người này thiếu nợ người kia. Nếu như duyên vợ chồng kết thành từ việc người này thiếu nợ người kia, thì chúng ta có hai loại nợ nần được tính đến. Một là khoản nợ tiền tài, hai là khoản nợ tình cảm. Cũng có những khoản nợ khác, nhưng hai loại trên vẫn là chính yếu. Ví như, nếu kiếp trước bạn là đàn ông, bị một người con gái phụ bạc lừa gạt tình cảm, cảm thấy không cam lòng, như vậy kiếp sau bạn sẽ còn gặp lại cô ấy. Khi cô gái này gặp được bạn, cô sẽ nắm chặt bạn, không bao giờ để bạn chạy trốn nữa. Đây chính là vợ chồng vì khoản nợ tình cảm mà kết thành.
Một ví dụ khác như khi nam nữ trong quá trình tìm hiểu, con trai lúc nào cũng là người chi trả mọi khoản. Nếu cô gái ham hưởng thụ điều này mà lại không thành tâm muốn kết giao, khi đã lợi dụng được một thời gian liền lạnh lùng rời đi, như vậy người con trai đương nhiên sẽ thấy rất không cam tâm. Nếu là vậy, cô gái này trong kiếp sau sẽ còn gặp lại người con trai này. Cô gái khi đó cũng sẽ có tiền, nhưng rất nhiều tiền của cô đều bị anh ta tiêu hết, hoặc cuối cùng đều thuộc về anh ta. Trong trường hợp này là vợ chồng vì khoản nợ tiền tài mà kết thành. Dẫu đây là vì ác duyên mà kết thành vợ chồng, nhưng chỉ cần trong quá trình sống chung tại kiếp này có thể làm việc chăm chỉ, không so đo với nhau khi ở chung, thì vẫn có cơ hội sống hạnh phúc. Thần giao cách cảm. Hai người khá tâm đầu ý hợp, dù mới chỉ quen nhau, bạn và người đó trò chuyện rất thân mật và gần gũi, giống như có thể cảm nhận suy nghĩ của nhau vậy. Đây có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ đặc biệt tiền kiếp vợ chồng. Đàn ông, phụ nữ muốn gia đình luôn êm ấm, chỉ cần làm được điều này. Kính thưa quý vị, trong mọi mối quan hệ, tôi luôn đề cao phẩm chất chân thực của mọi người xung quanh. Đặc biệt là với những mối quan hệ quan trọng như hôn nhân, thì sự chân thực là nhân tố tối cấp thiết. Sự tôn trọng. Qua nhiều nghiên cứu và thực tế, chúng ta thấy rằng nam giới vô cùng muốn được bạn đời, người yêu tôn trọng họ trong cuộc sống. Nếu bạn còn nghi ngờ về điều này, hãy thử hỏi nửa kia của mình và xem phản ứng của anh ấy. Đây là một trong những điều quan trọng nhất nam giới muốn từ bạn nhưng không bao giờ nói cho bạn biết. Vậy điều gì chứng tỏ bạn dành sự tôn trọng cho người đàn ông của mình? Đơn giản, hãy chia sẻ với họ suy nghĩ, ý tưởng, hành động và cảm xúc của mình. Nó có ý nghĩa là bạn nghĩ rằng anh ấy là quan trọng và bạn thể hiện điều đó bằng hành động. Sự ngưỡng mộ. Đi liền với sự tôn trọng là sự ngưỡng mộ. Cánh mày râu thường thích được nể phục, nhưng không phải phụ nữ nào cũng biết cách thể hiện điều đó. Vấn đề là đừng cố giả vờ khen cho chàng phồng mũi, mà hãy nói những lời chân thành. Nam giới dường như có một cột sóng có thể bắt tất cả những lời khen không thật lòng của bạn dành cho họ. Vì vậy, hãy nói với anh ấy điều bạn thực sự đánh giá cao chàng. Anh ấy sẽ rất vui khi nghe được. Nói bất cứ khi nào, dù với những điều nho nhỏ, và tìm một số cách bạn có thể để dành nhiều thời gian hơn với nửa kia của mình. Nói chuyện khi cần. Đàn ông luôn đánh giá cao những cô gái hiểu biết, thông minh khi nói chuyện và kín miệng đối với tất cả những gì mình mắt thấy tai nghe.